Thích sắc cho anh em. Hello, xin chào cả nhà nha. Em quá chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Em ở miền Tây ha, Cần Thơ. Nên xin phép giới thiệu một cái em cần câu ha. Em quên cái lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách cô chú anh chị em nữa chứ. Đều được mạnh khỏe lắm, không phát tài phát đạt hết nha. Con này nãy em đo như 3m6, 3 mét mấy em quên rồi, coi nãy em có ghi vậy. Tổng tổng hào thôi nha, tầm 3m7 nha, con này dài 3m7. Từ đầu tới cuối dài 3m7. Con này là ok nhất ha, đẹp ha. Con này em cũng bán giá 400 luôn. Đây ha, cái này quay ha đó. Quý khách khách nào quý khách thấy cái này thuộc ra thuộc vô. Đó ha, mình quay ngược lại không được nữa ha. Đó. Ha, quay ngược lại không được nè. Gặt cái nút này sau lưng nè ha. Đó, quay ngược lại được nè ha. Quay xuôi cũng được nè ha. Ha, quay ngược cũng được nè ha. Con này gặt lại. Quay ngược không được nè ha. Dây câu còn rất là dài ha, công nhận cứng thiệt nha, còn cứng chứ không phải là dây mục nha các khách. Ha, rất là cứng luôn. Rồi đây em đo cho con này cũng đẹp, quá đẹp ha, còn cũng bán giá 400.000 luôn. Đây ha, dài, nó cũng miếng nhôm gì, cây này nhôm đẹp mà. Một khúc thôi. Con này ngắn hơn con kia ha. Hai khúc nè. Con này 3 khúc, 4 khúc rồi ha. Ok ha, còn đẹp không mớp mẻ gì chứ ha, con này quá im luôn. Quên, còn cái vụ tăng đưa này nè quý khách ha, cái này mình bật lên, cái gài á giống như mình bật nó lên nè, mình bật nó lên, đó, mình kéo ha, đó. Tăng đưa đó, không xà mình tháo ra mình cắt ha, không xà mình đút vô, gài lên tới mức độ nào đó đẩy lên, ha, đè nó xuống, rồi cứng luôn, hay thiệt ha. Rồi em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em ha, đã ủng hộ trong thời gian qua. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.